Hello hello anh em nhá. Này là về ít cái đề của xe Nhật và xe Hàn. Xe Nhật, xe Hàn và giá than đề. Than đề Moling này. Một số cái đề nhưng mà không biết cái đề của xe gì, nhưng mà vẫn cứ nhập theo lô, bắt buộc phải nhập cả lô, không thì người ta cũng không bán. Này dán cái này vào này em, này dán 10 cái 1, 10 cái 1, ừ, Moling ấy, than đề Moling. Đấy, than đề giống tên của em đấy. Than đề Moling nhé. Than đề Moling ấy. Có cần xem mã không? Có chứ, quay mã lên chứ. Đây, con đề này là con đề gì đây? Con đề này là con đề không biết các bạn ạ. Chỉ biết nó là con đề thôi. Đấy, trông rất là lạ. Không biết là đề xe gì luôn. Bộ rong nào? Đây, con đề này cũng không biết là đề gì luôn. Chưa nhìn thấy bao giờ. Cứ nhập về đây gặp con xe lưng nào là bán thôi. Về đây tiếp theo là một con đề nữa. Con đề này thì ở trong miền Nam người ta lại gọi là con cục khởi động này. Con này là Kia Pride này. Đấy, Kia Pride nhá. Được một con Pride này. Đấy, úi giời. Đấy, không có loại cái con đà gì nữa. Đấy. Con đà này con đà gì nhỉ? Con đà này không biết luôn. Ba khúc. Không biết là đề gì luôn. Honda, Honda 2.4 2010. À, Honda 2.4 à? Có khả năng đấy. Cứ nhặt ra đây. Không cần biết nó là cái xe gì. Tiếp theo đây là một con... Úi dồi. Chết rồi. Để ốc ở đây thì nhỡ nó hỏng sao. Con đề này không biết xe gì luôn các bạn ạ. Đây, ốc nó vặn vào đây. Có cả ốc ở đây nhá. Úi giời. Cấy gen vào đây. Chịu chết luôn. 2.7 này. ZL545. Chưa biết là xe gì luôn. Cứ bỏ đây. Tiếp theo ấy, con này lại giống con đấy rồi. ZL545. Và một em nữa, Mitsubishi Jolly 4R63 ZL069 160. Không biết xe gì luôn. Con này khả năng là Mitsubishi Jolly thì phải. Ôi giời ơi. Con này chịu chết luôn, xe tàu. Xe tàu. Số 5, TT Kia. Kia đâu mà Kia. Đoán vậy thôi, không biết có phải không. Đây một con Camry. Được đúng một con đề Camry luôn. Mới tinh. Một con Camry mới tinh. Trung Quốc các bạn ạ. Trung Quốc nhá. Đấy. Rồi, clip đến đây là xin được tạm dừng. Đây, xin điểm lại. Đi mang về.
Và bây giờ là thử luôn một con đề. Cách thử một con đề luôn. Xem đấu đúng rồi. Sao lại đấu như này? Thử đã, mới biết rồi. Quay rồi. Giờ lên phụ đề. Đây nhá. Ngon này rồi ấy. Đấy, cái răng của nó lao ra ngoài. Quay tít vào lò luôn. Rồi, ngon rồi. Rồi, video của em đến đây là xin được tạm dừng nha. Tạm biệt mọi người nha.